Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật thông báo thư mời phỏng vấn tháng 6 năm 2022 đã phát đợt 4 cho hệ thống cũ làm hồ sơ bưu điện. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đợt 4 của tháng 6 này có những diện hồ sơ được phỏng vấn như sau. Diện F2B, cha mẹ có thẻ xanh, bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Ngày nhận thư phỏng vấn ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 23 tháng 3 năm 2020. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 14 tháng 2 năm 2014. Phỏng vấn vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Đối với diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Ngày nhận thư phỏng vấn ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 20 tháng 3 năm 2020. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 27 tháng 6 năm 2007. Phỏng vấn vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Ngày nhận thư phỏng vấn ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước với NVC ngày 23 tháng 3 năm 2020. Ngày ưu tiên của hồ sơ ngày 19 tháng 1 năm 2007. Phỏng vấn vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Xin chúc mừng tất cả cô chú, anh chị và các bạn có hồ sơ được phát thư mời phỏng vấn trong đợt 4 của tháng 6 này. Những ai nhận được thư phỏng vấn trong đợt này hãy nhanh tay đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa. Và Thắng cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất về quá trình khám sức khỏe và chích ngừa. Đường dẫn của video đó sẽ được đặt bên dưới phần mô tả của video này, mọi người có thể tham khảo thêm. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.